Hãy khoác trên mình niềm tự hào khi bạn đang bước ra ngoài đường ngạo nghễ, hay đang trật tự xếp hàng vào hang. Dù thế nào đi chăng nữa, bạn biết bạn là ai. Và cái mà kết nối chúng ta đó là dòng máu quỷ nó chảy trong người. Tham gia cộng đồng và đánh thức quỷ đỏ trong bạn. Bởi quỷ đỏ trong chúng ta sẽ luôn mãi cháy.